Kính chào quý vị khán giả. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã khiến nước suối dâng cao, gây ngập lụt sạt lở trên một số tuyến đường. Do mưa lớn, mực nước suối dâng cao đã khiến các tuyến đường liên xã, liên bản thuộc địa bàn các xã Mường Men, Triềng Khoa, Tô Múa, Suối Bảng của tỉnh Sơn La xuất hiện nước ngập, sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường khiến các phương tiện giao thông không đi lại được. Cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền cảnh báo người dân bảo đảm an toàn, hạn chế di chuyển và cẩn trọng khi đi qua những khu vực trên. Tại Lào Cai, vào khoảng 7 rưỡi tối qua, hàng trăm mét khối đất đá đã bị sạt xuống đường tại km số 127+700, tuyến quốc lộ 4D, xã Cốc San, thành phố Lào Cai gây tắc đường. Các lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo việc lưu thông cho người dân và du khách từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sapa và ngược lại được an toàn. Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở một nhà dân làm 3 người tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm qua, Công an xã Trường Đông nhận được tin báo của người dân tại căn nhà số 4 thuộc ấp Trường Phú, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do một người phụ nữ 44 tuổi làm chủ bị cháy. Lực lượng chức năng đã có mặt để chữa cháy. Đến khoảng 10 rưỡi đêm, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra bên trong căn nhà, phát hiện có 3 thi thể. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vưu Đạt Hòa tổng cộng 2 năm tù về 2 tội, mua bán tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Lê Văn Hạnh, 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Vào cuối năm 2021, Hòa mua một khẩu súng và 20 viên đạn với giá 4 triệu đồng của một người bạn ở Long An. Đến tháng 2 năm 2022, Hòa mang súng đạn về Kiên Giang bắn thử 3 viên, sau đó mang về nhà cất giấu và... Đến tối ngày 1 tháng 5 năm 2024, Hòa lấy súng lắp đạn vào và rủ nhóm bạn đến nhà Lê Hữu Phước để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi tới nhà tìm không gặp được Phước, Hòa đã sử dụng súng bắn lên trần nhà một phát đạn và ra phía trước sân bắn vào xe mô tô của Phước làm xe hư hỏng. Sau đó cả nhóm bỏ về nhà Hạnh, Hòa gửi khẩu súng cho Hạnh cất giữ. Công an xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long vừa bàn giao 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản gồm Lương Trung Hiếu và Trần Minh Đạt cùng chú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho công an xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xử lý. Vào khoảng 7 rưỡi sáng nay, công an xã Mỹ Thuận nhận được thông báo từ công an xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về việc có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển số vừa thực hiện hành vi cướp giật tài sản là một sợi dây chuyền vàng của người dân trên địa bàn xã Hòa Tân, huyện Châu Thành và đang bỏ chạy về hướng huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Tiếp nhận thông tin, công an xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân đã phát hiện 2 đối tượng có đặc điểm nêu trên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao trên tuyến đường liên xã Mỹ Thuận, Thành Trung nên truy đuổi, khống chế, bắt giữ 2 đối tượng cùng với phương tiện gây án. Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra và bắt quả tang chủ quán trà sữa trên địa bàn có hành vi mua bán tàng trữ số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phường phát hiện 396 cây thuốc lá điện tử và 92 chai tinh dầu thuốc lá điện tử các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ước tính giá trị thị trường là khoảng gần 100 triệu đồng. Bước đầu làm việc, chủ quán trà sữa thừa nhận số hàng hóa thuốc lá điện tử này được bản thân đặt mua trên mạng internet về để bán lại kiếm lời và không xuất trình được bất cứ hóa đơn giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.